Vùng trồng sả ở thôn Biểu Qua, xã Long Sơn. Cây sả được trồng trong vườn nhà ở những triền đồi thấp. Nhiều nơi sả còn được trồng tận đỉnh đồi. Trời nắng nóng nhưng cây sả vẫn xanh tốt. Tại vì tôi không có đất vườn nên tôi phải trồng sả trên đồi. Trên đồi mỗi năm keo lớn là khai thác xong là tôi đốt dọn rồi xong tôi trồng sả xen kẽ với keo. Cây sả được trồng từ tháng 3, tháng 4 hàng năm. Khi có mưa dông là đồng bào tiến hành trồng. Sả ở vùng này được bà con đem bán cho tư thương ở chợ đầu mối thành phố Quảng Ngãi. Thì nói chung là người thì trồng ít, người trồng nhiều. Có anh thì trồng nhiều thì được 10 sào. Thì 10 sào bình quân là Tết là làm tính hết bình quân là 50 triệu trong 10 sào đó. Việc trồng cây sả ở thôn Biểu Qua, xã Long Sơn, huyện Minh Long cho thấy đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây khá nhanh nhạy trong việc tiếp cận thị trường. Ngoài cây sả, đồng bào nơi đây còn trồng bưởi, trồng cau và đào ao nuôi cá, cải thiện cuộc sống của gia đình mình ngày càng tốt hơn.